Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Kinh Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin hôm nay, ngày 1 tháng 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất nhé. Theo nhiều thông tin rò rỉ gần đây thì có lẽ Apple sẽ hồi sinh iPhone SE trong năm 2019 này. Apple thì cũng đã đăng ký bằng sáng chế về một lớp phủ hạt nano giúp tăng độ bền cho iPhone, và dòng sản phẩm chip A-series của Apple có thể sẽ thu nhỏ hơn nữa vào năm 2020. Bên cạnh cái tên mới là XE thì iPhone SE này được cho là sẽ có màn hình AMOLED tràn viền với kích cỡ là 4,8 inch, tương tự như các mẫu iPhone hiện nay, với một chiếc tai thỏ nho nhỏ dùng để chứa cảm biến của Face ID và một cụm camera selfie có từ 1 đến 2 ống kính. Bên cạnh iPhone XE thì có lẽ là Apple đang phát triển một loại lớp phủ hạt nano mới dành cho iPhone, MacBook và các thiết bị Apple khác nhằm giúp tăng độ bền cho chúng. Lần đầu tiên được phát hiện bởi Patently Apple, phòng sáng chế đã miêu tả một lớp phủ trong suốt sử dụng một chất kết dính polymer với các hạt nano bên trong. Các này cấu tạo từ kim cương, nhôm oxit, zirconia và thạch anh để tạo nên một lớp giúp tăng cường độ bền và khả năng kháng chảy xước cho màn hình của các sản phẩm đến từ Apple. Cuối cùng là những thông tin đến từ trang Marco Takara thì năm nay là Apple sẽ tung ra các mẫu iPhone với cỡ là 6,4 inch, 6,5 inch và có thể thiết kế với camera module 3 ống kính hiện nay. Và theo blog này thì còn có một số tin đồn trước đó nói rằng iPhone 2019 này sẽ có khả năng sạc 2 chiều và cụm camera 3 ống kính ở mặt lưng. Thông tin mới ở đây là Apple sẽ có thể bán kèm cục sạc nhanh 18W cùng với iPhone 2019. Các bạn mến, Oppo vừa chính thức công bố điện thoại hàng đầu mới nhất của mình có tên là Reno sau nhiều lần dò dỉ trước đó. Thế nhưng điểm thú vị nhất ở Oppo Reno chính là thiết kế camera selfie bất thường để loại bỏ sự cần thiết của notch trên màn hình nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị. Trong khi 5X thì nâng toàn bộ phần camera selfie trên cùng điện thoại bất cứ khi nào mà người dùng mở khóa hoặc là chụp selfie, thì Reno lại có một phần hình nghiệm chứa camera trước và đèn flash LED đi kèm. Mặc dù vậy thì nó không hỗ trợ chức năng mở khóa 3D kiểu Face ID, thay vào đó thì nó sẽ được trang bị máy quét vân tay trong màn hình. Reno có tổng cộng 2 phiên bản khác nhau, bao gồm Reno và Reno 10X True Edition. Bản đầu tiên chúng ta có màn hình OLED 6,4 inch cùng với con chip Snapdragon 710 và camera kép với cảm biến phụ có ống kính góc siêu rộng. Bản thứ hai có màn hình là 6,6 inch sử dụng con chip Snapdragon 855 và được bổ sung thêm camera thứ ba có zoom qua 10X. Và cả hai điện thoại này đều được trang bị công nghệ sạc nhanh Vogue 3.0 và NFC. Các bạn thân mến, đưa ra những ý tưởng táo bạo hơn thì kênh YouTube GVS Designing đã mang đến cho chúng ta những hình ảnh về concept của Galaxy Note 10 với 4 camera sau. Màn hình siêu mỏng cùng với màn hình trước tràn viền, thậm chí là Note 10 sẽ không có bất kỳ một lỗ khoét màn hình nào giống như là S10 và S10 Plus. Bù lại thì Note 10 sẽ sở hữu hệ thống camera kép ngay trên bộ S Pen, hỗ trợ điều khiển từ xa giúp cho việc selfie trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Trên thực tế thì Samsung đã đăng ký bằng sáng chế này hồi đầu năm nay, nhưng để áp dụng được công nghệ này thì là cả một câu chuyện dài trong tương lai. Theo các thông tin được giải trước đây thì Galaxy Note 10 sẽ có hai tùy chọn về kích thước là 6,28 inch và 6,7 inch. Hãng sẽ có thêm hai tùy chọn khác hỗ trợ mạng kết nối 5G nữa. Đó là chưa kể đến những cái phiên bản màn hình nhỏ của Galaxy Note 10e với kích thước nhỏ hơn. Chưa biết là liệu Note 10 không có phím vật lý thì người dùng chỉ sử dụng chức năng chạm để vào màn hình hoặc là bóp tới các cạnh để thực hiện những cái thao tác điều chỉnh cơ bản của bàn phím, tăng hay là giảm âm lượng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thông tin nhất ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại mình về dưới phần luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.